Miss International năm 2019 đã được diễn ra tại Nhật Bản vào trưa ngày 12 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Á hậu Tường Sang là đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc này đã đạt được những thành tích tốt và có màn thể hiện nổi bật không kém so với các người đẹp của các quốc gia khác. Đến với Miss International năm 2019 trong thời gian khá gấp gáp, Á hậu Tường Sang đã tận dụng hết quãng thời gian trước khi bắt đầu chuyến bay sang xứ sở mặt trời mọc để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng trình diễn catwalk, mang hy vọng mang lại cho Việt Nam một chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi năm nay. Bộ trang phục dân tộc được Tường Sang lựa chọn trình diễn ngay trong buổi đầu tiên ra mắt, cũng như trong phần thi National Custom là rồng dầu mặt trời của nhà thiết kế Hồ Hoàng Ca Dao, được lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng dầu về hướng mặt trời thường thấy trong một số kiến trúc của người Việt. Bộ trang phục lộng lẫy, cầu kỳ và tinh xảo cùng thần thái trình diễn xuất sắc của Tường Sang đã mang về cho nàng hậu giải phụ đầu tiên, giải Best National Custom. Với hai mẫu trang phục dạ hội được đăng tải để nhờ khán giả chọn giúp, Tường Sang đã quyết định chọn mẫu màu bạc ánh kim để thể hiện trong phần ni evening gown. Bộ trang phục với độ bắt ánh sáng tốt đã tôn lên được số đo chuẩn, giúp nàng hậu khoe được vóc dáng quyến rũ trên sân khấu Miss International năm 2019. Trong phần thi swimsuit ngay sau đó, Tường Sang khoác lên người bộ bikini màu hồng trắng ngọt ngào, nàng hậu đã khoe được hình thể chuẩn của mình cùng kỹ năng catwalk điêu luyện. Sau hai phần thi xuất sắc, đại diện của Việt Nam được xướng tên vào top 15 Miss International năm 2019. Một lần nữa trình diễn phần swimsuit, Á hậu Tường Sang vẫn mang nét đẹp ngọt ngào, thần thái siêu đỉnh của chính mình lên trình diễn trên sân khấu với những bước catwalk uyển chuyển và nụ cười rạng rỡ. Và một lần nữa, Tường Sang mang trở lại sân khấu mẫu evening gown màu ánh bạc kim rực rỡ, giúp cô nàng tỏa sáng và tiến thẳng vào top 8. Vẫn là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp, Tường Sang cũng đã thể hiện xuất sắc với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy trong phần thi diễn thuyết ứng xử. Thế nhưng may mắn đã không thể tiếp tục đến với Tường Sang để chạm tay vào một trong năm chiếc vương miện của cuộc thi. Vương miện thuộc về đại diện đến từ Thái Lan. Các á hậu lần lượt là Mexico, Uganda, Colombia và Anh. Mặc dù dừng chân ở top 8, nhưng với hành trình thể hiện xuất sắc trong cuộc thi của Tường Sang tại Nhật Bản, dấu ấn ngọt ngào và xinh đẹp của nàng hậu đã để lại trong lòng người hâm mộ là vô cùng lớn. Và với thành tích mà nàng hậu đạt được đã làm cho người hâm mộ quê nhà vô cùng tự hào. Còn bạn thì sao? Bạn cảm nhận như thế nào về hành trình của á hậu Tường Sang tại Miss International năm nay? Hãy chia sẻ với mọi người ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để xem thêm những thông tin khác nhé.